Mời Vy Trinh. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bạn. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia. Em tên là Hoàng Thị Thanh Tâm, sinh năm 1992 và em đến từ Đồng Nai và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp chính của em là nhân viên kế hoạch ạ. Bạn nam thì sao? Em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1990, quê quán ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang là nhân viên kinh doanh bán thiết bị công nghiệp cho công ty Hưng Phát. Em làm ở đâu em? Dạ, em làm ở quận 9 ạ. Quận 9 hả? Dạ vâng ạ. Là cũng trên Thành phố Hồ Chí Minh luôn và hai bạn cũng là đến từ Đồng Nai, có nghĩa là bạn đang sinh sống ở Đồng Nai hả? Dạ, hiện tại em với gia đình cũng chuyển lên quận 9 rồi ạ. Cũng sát bên nhau mà. Dạ. Không có lo điều đó ha. Dạ vâng. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì hiền. Dễ hòa đồng với mọi người, không hút thuốc cũng không uống rượu bia. Em có tật xấu gì không? Dạ, em thì hơi nóng tính ạ. Anh cho em hỏi xin, nếu mà nóng tính đó thì anh làm cái gì anh? La đấy em, anh nóng tính anh la dữ lắm luôn. La lên thôi chứ anh cũng không có để bụng. Đừng có quýnh anh nha, em sợ quýnh lắm ạ. Đối với phụ nữ hay là trẻ em rồi thì anh cũng không có cái tiêu chí là suy nghĩ là nghĩ đến vấn đề bạo lực. La là cho nó hết thôi chứ la là không ai cũng hết rồi. Yên tâm mà. Bạn nữ nè, bạn nói về dạ, cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi. Em cũng có biết nấu ăn nữa, một chút nấu ăn. Em cũng yêu động vật và yêu trẻ con. Em cũng có thể nói chuyện được với cả người lớn nữa. Còn điểm yếu thì cũng nhiều lắm. Cái việc nhỏ nhặt như là chìa khóa hay là cái gì em hay bị quên lắm. Nên bạn bè hay gọi là não cá vàng á chị. Dạ. Não cá vàng. Dạ. Não cá vàng là một cái từ rất là dễ thương á. Của tụi teen bây giờ đó Vân, không có gì đâu. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, thì ngày xưa thì em có một mối tình. Còn bây giờ không có đúng không? Bây giờ không có. Mối tình đó lâu không? Cách đây gần 3 năm rồi. Em quen nhau khoảng 1 năm. Có sâu sắc lắm không? Nói chung là em quen trong quá trình 1 năm đó thì hai người cũng không có tương đồng quan điểm ấy. Thì dẫn đến là bọn em là chia tay ạ. Còn em thì sao? Dạ thì em nghe anh bên kia thì em thấy em cũng ná giống vậy luôn á. Dạ. Có nghĩa là có mấy mối tình rồi? Một mối tình đơn phương. Dạ thì lúc đó em nói chung là cũng trẻ trâu lắm, cũng mạnh dạn tưởng người ta thích mình, ảo tưởng sức mạnh cái tỏ tình không thất bại. Thất bại. Dạ. Anh Đăng Phương. Thôi pass qua đi, pass qua cái dạ, đó đúng đi. Rồi. Còn mối tình thứ hai thì cũng có tiến tới là có thành một đôi luôn á, nhưng mà bao lâu trong bao chỉ được lâu? Có 3 tháng. 3 tháng thôi hả? Dạ. Lý do chia tay? Dạ, lý do thì lúc đó em về em có báo bố mẹ tại thật sự cũng là vui tại vì lâu rồi. Nhưng mà tại vì anh nó bên đạo và bố mẹ em thì lại không thích bên đạo. Nên lúc đó em nghe lời bố mẹ nên cũng là chia tay. Dạ chia tay. Là bao lâu rồi cưng? Năm 2017 ấy. Ồ, bạn kia cũng 3 năm đó. Có vẻ đi lạc hơi bị lâu á. Bữa nay hết lạc rồi ha. Dạ. Gặp nhau biết đâu chúng ta sẽ cùng đồng điệu và phát triển cái mối quan hệ đó trở thành một cái hạnh phúc của riêng mình nha. Dạ. Bạn trai bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao khoảng độ 1m58 đến 1m6. Rồi. Anh tính... 1m55 được không anh? Được ạ. Cái đó là người ta chỉ ước cái này mơ là thôi ước ha. Mơ. Dạ. Gặp mà thương nhau 1m51 cũng được. Dạ 49 cũng được. Rồi, gì nữa em? Dạ tính tình hiền lành, có một số tài lẻ như nấu ăn, đi làm cả ngày đi làm mọi người ăn cơm ở ngoài á. Thì em cũng muốn có một cái bữa ăn gia đình buổi tối. Dạ. Em cũng thích nấu ăn. Dạ, chào em. Chào chị Hồng Vân. Trời ơi, dễ thương quá. Em có cần bạn gái em phải đẹp, da trắng? Dạ không, da em cũng ngâm mà chị. Thì đó, em cứ được quyền ước mơ. Cũng nhìn qua chị Hồng Vân thì chắc bạn đó cũng trắng lắm. Trắng, trắng hồng. Trắng hồng. Trắng chứ không hồng. Nên mình trắng hồng tại mình đánh má hồng đó cưng. Dạ. Còn em sao nè, em mình dung cái bạn nam bên đây sao? Mọi người lý tưởng của em á, em mong là anh ấy cao hơn em, cao khoảng 1m68 trở lên. Khuôn mặt thì nhìn hiền lành và chín chắn. Dạ, được vậy là được rồi ạ. Như thế là được rồi đúng không? Dạ. Bên đây hiền lành, tốt tính. Bên đây cũng rất là tốt tính, hiền lành. Bên đây hơi la sảng. Nóng trên la, nãy mới nói mà. Gào lên là hết rồi. Gào lên là hết chị. Ừ. Không có đầy bụng. Nhiều khi gào 2-3 lần mới hết. Rồi, để tôi qua tôi coi đàn gái coi sao nha. Dạ, em chào anh. Chào em gái dễ thương. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Đừng gia trưởng. Gia trưởng? Dạ.
hiền khó gia trưởng lắm. Nhưng mà đừng có hiền quá, mình vẫn phải có chính kiến hoặc là mạnh mẽ trong những trường hợp để có thể mà em có thể dựa dẫm những... Vai bạn này chắc nịch à, em yên tâm. Bạn yên tâm đi, nói chung là nhìn bạn này rất là có duyên ha. Anh là con trai mà anh nhìn bạn này anh có cảm tình đó. Dạ. Ha. Anh cũng hay nhìn trai có cảm tình lắm. Biết nhiều lúc coi lại anh cong hơi thẳng nữa. Anh đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi đến với lại em họ của em và hai người bạn thân của em. Bây giờ nhà gái có ý kiến xem nào. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh ạ, chào cô Hồng Vân và chào anh bên đây với cả tất cả khán giả ở trường quay ạ. Từ em xem từ đầu chương trình tới giờ thì em cảm thấy anh bên đây thì rất là hiền lành, vui vẻ, thân thiện, có nét tương đồng với chị em. Bởi vậy nên là em mong là sau chương trình thì hai anh chị sẽ cho cơ nhau cơ hội để tìm hiểu. Em rất mong là có một happy ending ạ. Em cảm ơn. Hay quá. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và toàn thể công ty. Chào chương trình ạ. Tôi tên là Bùi Thị Sinh, tôi là mẹ cháu Thành. Cháu này thì bác nhìn thì cũng xinh, hiền lành, dễ thương. Tôi thì mong hai cháu cho nhau một cơ hội bấm nút ạ. Dạ, rồi cảm ơn mẹ. Mẹ hiền như sao ha. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Nói không nổi đó. Bình tĩnh. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tần. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao. Ta ngồi đếm bên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Hôm nay thì anh có duyên nhờ chương trình được gặp em. Con gấu da nó cũng giống da anh mà nó cũng mập như anh. Cho nên anh quyết định anh chọn cho em thì hy vọng là chắc chắn là chúng ta có cơ hội là bấm nút và có cơ hội tìm hiểu nhau. Cho nên anh hy vọng là con gấu này thì nó sẽ là người bạn đồng hành với em là trong cái thời gian mà ví dụ như không có anh bên cạnh. Trời ơi, đáng yêu quá. Dạ, em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Cảm ơn. Đây, anh có thể mở ra xem cũng được không ạ? Anh có thể... Dạ, trùng hợp là... rất là đẹp ạ. Cũng là con gấu luôn. Dạ. Bên đây... con gấu luôn hả? Dạ, hình dạ, con gấu. Dạ, đúng rồi. Con gấu bên kia là Tan và con gấu này đó chị ông Vân. Dạ, cái này thì em tặng là với mục đích là anh sẽ sử dụng nó hàng ngày, giống như là uống nước, để mỗi lần mà anh nhìn thấy nó thì anh có thể nhớ ý tới là em được người tặng. Chắc chắn. Hai bạn này có nhiều cái đồng điệu ghê đó, thực sự. Bạn trai tặng gấu to, còn bạn nhỏ tặng gấu nhỏ, ý là muốn có con gấu con. Không biết là trong tưởng tượng của em thì khi mới gặp anh như thế nào? Dạ thì đúng là mọi người nhận xét đúng là anh nhìn rất là có duyên, có khá cảm tình với anh. Tại vì anh nhìn khá là hiền và anh thích những người như vậy. Chắc chắn là anh sẽ không hiền quá. Đúng rồi, dạ, em những lúc nào mình cần gồng là mình phải gồng lên. Dạ. Quan điểm của em trong tình yêu như thế nào? Duyên đến thì do trời, nhưng mà bên nhau thì là do người. Có nghĩa là ông trời đã cho mình cái cơ hội mình gặp nhau, nhưng mà mình có ở lại với nhau, mình có bên nhau được hay không á thì là do tình cảm và do tính cách của mình muốn nữa. Thì em rất là tâm đắc cái câu đấy. Dạ. Tiêu chí của anh thì ví dụ như quen mà chúng ta hẹn hò mà thấy hợp tính, đến được với nhau thì trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm. Anh cũng không biết là tương lai thì có tạo cho em một cái cuộc sống giàu sang hay không. Dạ. Nhưng mà anh chắc chắn anh sẽ bảo vệ em. Trời ơi. Câu chốt hạ. Anh sẽ che chở. Còn gì để nói nữa. Anh sẽ bảo vệ được em là chốt hạ. Còn quan trọng suy nghĩ của bạn gái, bạn sẽ trả lời bằng nút bấm. Dạ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. Bởi vì á, mình thấy ở đây rất là hợp lý luôn. Hai bạn rất là hợp với nhau. Nào, để tay vào nút bấm. Nếu các bạn quyết định
Thì sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ bấm nút. Nếu không quyết định, không cần bấm. 1 2 3 Bấm rồi. Trời ơi giật mình. Bấm mà không ăn. Không bấm chậm vậy. Em bấm mà không có anh. Hả? Em bấm mà không đúng có anh đúng không? Bấm mà nó không có nào, vô luôn á. Hãy nắm tay nhau và bạn gái muốn tặng gì đó. Dạ. Nắm tay nhau chặt vào. À, dạ, tại em cũng có chuẩn bị một món quà tinh thần cho anh. Đó là một điệu nhảy. Dạ, nhưng rồi mà có thể cho em tháo giày đúng không? Tại vì cái nhảy tháo này... đi, em tháo đi, miễn em nhảy đẹp thôi. Trời đó ơi, ôi trời dạ ơi. Mà biết tháo không đó? Tháo được mà có ráp được hay không mới quan trọng. Rồi cả hai đứa nó cùng không tháo được giày luôn, nó rối quá rồi. Dạ được rồi, đó, em cảm ơn. Mang giày lại đi. Dạ. Cái này giống cảnh trong phim Hộp Giờ Mặt Trời á chị. Ừ. Em từng mơ đúng không? Từng mơ được, bữa nay là em có được ước mơ sự thật luôn đó. Cô hoàng tử mang giày cho em rồi đó. Dạ rồi. Hai. Nắm tay nhau đi các bạn. Có gia đình hai bên đó. Bạn trai nói gì đi, hứa với gia đình. Và xin phép bắt đầu để tụi con hẹn hò với nhau. Con xin phép cô chú. Con quen một người chỉ quen một người thôi. Con không có quen người thứ hai. Cho nên trong quá trình quen thì cô chú cứ yên tâm, con hứa là sẽ bảo vệ em. Em nói gì với mẹ đi. Dạ, chào bác, con cũng có cảm tình lanh thành, thì cũng mong là con cũng sẽ có một cái phúc đẹp. Dạ, cảm ơn bác. Rồi, bây giờ Thành làm thủ tục đầu tiên đi nào. Dạ, con xin phép cô chú và xin phép em hôn bạn. Hôn đi, hôn đi. Trời ơi, vén tóc rồi ha. Vén tóc. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một tiếng nói chung và tất cả đều là chung hết ha. Em cảm ơn anh Quyền Linh. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng các bạn. Em nhắc càng, chứ có mối tình nào. Em chưa có mối tình. Em hứa bố mẹ em là em nợ bố mẹ em một chàng thể. Và cuối cùng là em đã thất hứa. Em sẽ chăm anh, anh có cơ hội anh mặc cười em ấy. Chứ vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã hẹn hò với nhau rồi. Chúng ta tiếp tục đi chứ. Tiếp thôi, bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ nhì. Mời nhà trai. Rồi, mời anh ngồi. Mời nhà gái. Mời đi em. Thôi xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Bạn gái bên kia cùng quý khán giả đang có mặt trong phòng quay. Em tên Võ Phương Mỹ, sinh năm 1970. Hiện em ở Bình Hạnh. Quê quán em ở thành phố Hồ Chí Minh. 70 là hôm nay là 50 tuổi. 50 tuổi rồi. Còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên bạn trai bên kia. Em tên là Đặng Vũ Mỹ Duyên, em sinh năm 1974. Em ở quận Tân Phú. Hiện giờ thì em đang làm kế toán. Rồi em nói về mình một chút xíu đi. Dạ, ưu điểm của em thì em chân thật, tính trung thủy. Em vui vẻ, dễ hòa đồng. Điểm yếu của em thì em cũng hơi nóng tính. Thì em nhát trai. Em nhát trai hả? Em trai dễ thương gì có gì đâu vậy? Nhưng mà giống như em thích cái người nào á, cái tự nhiên em cúp điện. Thành ra bây giờ em mới lên chương trình, nhờ chương trình gãi gấp giùm em. Để đó tụi chị lo. Rồi còn bạn bên kia. Dạ, ưu điểm em là hiền, chân thật, chăm chỉ và có trách nhiệm. Dạ, điểm yếu em là hơi chậm và ít nói. Hơi chậm ít nói, thoải mái lên nào. Dạ. Thoải mái lên. Hát bài nào đó đi cho nó thoải mái, nó sung lên coi. Dạ, bài Sai Lầm của anh. Hồi đó về sai lầm nhiều lắm hả? Dạ, không.
Rồi, bắt đầu, 2, 3. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đời mới, còn muốn ấp ôm em heo cả cuộc đời. Mà anh còn chưa nói. À, đó, đó. Xỉu luôn rồi trời ạ. Chào em. Dạ. Em ơi. Dạ. Thôi qua đây coi sao làm gì hồi hộp chào dữ chị vậy? Hồng Vân. Ừ, sao hồi hộp vậy? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình. Em chưa có mối tình. Em chỉ tình đơn phương với tình bạn bè. Trời ơi. Tình đơn phương thôi. Dạ, tình đơn phương được bao nhiêu năm? Cũng 2 năm rồi. Rồi 2 năm là coi như em dứt luôn. Dạ. Ừ, không còn đơn phương người ta nữa. Dạ dạ. Đúng không? Trời ơi, 70 mà không có mối tình nào hả? Dạ. Bây giờ cái mối tình đơn phương đó cũng không có nói được gì luôn. Dạ. Có bao giờ nắm tay con gái chưa? Cũng có. Có cảm giác gì không? Thì cũng có cảm giác rung động nhẹ. Rung động nhẹ. Dạ. Mà chuyện đó cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng 10 năm rồi. 10 năm lúc dạ. Đó là em 40 tuổi. Dạ. 40 tuổi mà em vẫn nhát như vậy luôn á hả? Dạ. Còn này nhát quá, thoải mái lên nào. À, tụi anh nói như thế để gọi là cho bạn mở lòng ra ha. Đúng bạn rồi. Nói nhiều hơn nữa để đúng ta rồi. Hiểu bạn nhiều hơn thôi. Đúng rồi. Bạn ở nhà với ai? Dạ em ở mẹ với ba chị lớn. Ba chị lớn, nhà có con trai không? Có con trai mà em út. Có gia đình hết có, chưa? Có gia đình rồi. Rồi. Mình ở với mẹ, mẹ có mong muốn lấy vợ không? Dạ cũng muốn em có vợ. Thôi cố gắng lên ha. Dạ, bây dạ. Giờ mình hỏi để bên kia người ta hiểu hơn với mình nha. Ừ. Để bây coi giờ, đàn gái coi. Bây giờ dạ, mối tình này. Tình duyên. Rồi chào em gái. Dạ. Hỏi tình duyên của bạn. Mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Em chưa có mối tình nữa. Đứng hình nữa. Em có đơn phương không? Dạ có. Có đơn phương. Có nắm tay đàn ông chưa? Dạ có. Có hôn đàn ông chưa? Dạ chưa. Chưa có cảm giác nụ hôn đầu tiên luôn? Dạ chưa. Hai người này lạ ta. Là coi như hai người này là nếm gì chưa đập thùng đó. Hàng còn nguyên thùng đó phải không? Cả hai đều trinh nguyên. Chà mệt ạ. Mệt á. Bởi vì họ nhát quá. Bây giờ em muốn cái người yêu lý tưởng của em cái mẫu hình như thế nào? Là mẫu người đàn ông của gia đình anh. Đây là gia đình đó, đây là chăm sóc bảo đảm cho em luôn. Đây là rất nhẹ nhàng, có thể chăm sóc rất là kỹ luôn á. Dạ, có việc làm ổn định. Việc làm ổn định. Ổn định không? Dạ em ổn định. Rồi, ổn định luôn. Anh thấy là anh này là được đó. Dạ. Dạ. Em nói là em có một lời hứa là em hứa bố mẹ em là em nợ bố mẹ em một chàng rể. Mà bố mẹ em bảo là đợi lâu quá, nhanh nhanh lên mẹ đợi không được nữa đâu. Và cuối cùng là em đã thất hứa. Trời ơi, thấy thương không? À, em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn gái đó hiền đảm đang. Hiền đảm đang. Có trách nhiệm với gia đình. Quá trách nhiệm luôn. Có lòng trung thủy. Đây là trung thủy đó, ta ở tới giờ này là trung thủy lắm rồi đó. Đâu, bạn vừa khẳng định là bạn trung thủy mà. Ừ, đây là hết cỡ trung thủy luôn rồi đó. Dạ. Tới giờ mà chưa có bồ là dữ lắm rồi đó. Dạ. Dược cũ này hiếm lắm, còn gì nữa. Dạ. Vậy là được rồi đó. Vân nghĩ là hai bạn này phải cho hai bạn gặp nhau đúng rồi. Nhiều đi và dành thời gian riêng cho hai bạn nhiều. Thành ra bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình trước đi. Em đi với lại anh em. Rồi, chào anh. Xin chào khán giả trong trường quay, cũng như là khán giả đang coi chương trình. Xin chào hai MC, xin chào chàng trai bên đây. Tôi là anh cô cậu của Mỹ Duyên. Thì Mỹ Duyên thì nãy giờ nói thì chắc mọi người cũng biết rồi. Và khi mà đã quen biết rồi thì nó rất là quậy. Nhưng mà tới một cái môi trường lạ thì nó lại nhát. Còn nói về chàng trai bên này á, đây là một người đàn ông chân phương, chân chất riêng đối với anh. Ha, riêng đối với anh. Trước mắt anh Duyệt. Và nhân đây thì tôi cũng xin có lời cảm ơn chương trình đã tổ chức ra cái buổi gặp mặt như vậy để giúp đỡ cho rất nhiều bạn. Và hôm nay chúng tôi vui mừng vì chính em chúng tôi cũng được chương trình tạo cơ hội. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Trai đi với ai?
Đi với người em đồng nghiệp làm chung công ty. Dạ em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân cùng toàn thể quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp lâu năm với anh Mỹ. Dạ nó còn nói về anh Mỹ thì nếu mà ưu điểm thì em chỉ nói gọn gọn thôi. Hiền, rất rất hiền. Dạ còn bên chị cùng chơi thì em thấy chị cũng được gia đình ủng hộ nhiều, thì em cũng mong muốn là hai anh chị sẽ tạo điều kiện cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn, đồng cảm với nhau và cùng nhau đi đến cái kết tốt đẹp nhất. Dạ xin cảm ơn chương trình. Rồi bây giờ hai bạn chuẩn bị nha. Chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Cố lên, mở rào. Bắt đầu đi Mỹ. Chào Duyên, dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Chai nước hoa của nữ. Dạ. Một cái cân mini. Dạ. Dùng để đi chợ đi kiểm tra hàng mình mua coi có đủ khối lượng. Dạ. Dạ cảm ơn anh tặng em. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng có một món quà tặng anh, hy vọng là món quà này anh thích. Nếu như mà anh không vừa thì em sẽ giúp anh ôm bớt. Hoặc là nếu mà anh mặc rộng quá em sẽ chăm anh để anh có cơ hội anh mặc vừa áo. Cảm ơn em. Dạ, áo cảm ơn. Mở ra coi cái màu có phù hợp không. Ồ, cái màu ngọt ghê luôn á. Rồi để đây đi mà Mỹ. Hai Mỹ với Duyên, mình cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận em về em thế nào? Anh mới gặp em lần đầu thì nhìn em cũng dễ nhìn. Anh muốn hỏi là em đang làm cái ngành nào? Em thì hiện giờ là em làm ở nhà thuốc Tây. Anh là làm công nhân cơ khí cho công ty chuyên sản xuất cân. Em Mỹ Mỹ. Dạ. Có rảnh em tặng chị Vân cái cân chơi. Cái gì vậy trời, cái gia đình tôi là không có cái cân tồn tại ở trong nhà. Ai mua cân là tôi cất vô kho. Mà anh nghĩ Duyên nếu mà về ở chung với gia đình anh thì chắc chị Hai rất thích Duyên. Thì chị yeah. Hai anh chỉ là làm điều dưỡng trong bệnh viện ung bú. Dạ yeah. Mà chị bây giờ đã về hưu rồi. Dạ yeah. Chị có gia đình không anh? Chị không có gia đình. À không có gia đình. Em thì em ở với em trai. Bố mẹ em mất rồi. Em trai em thì sắp tới cũng lập gia đình. Thành ra tự nhiên em thấy em lẻ loi có một mình em cô đơn chính trong căn nhà của em. Phải có, sẽ có người ở trong ngôi nhà đơn chiếc của em nha. Dạ. Là anh Mỹ đó. Dạ. Em thấy sao? Em có thể là cái người đàn ông vững chãi đó không? Em thấy em lớn tuổi và em cũng muốn có người bạn gái để bầu bạn tới tuổi già. Đúng rồi. Thôi anh thấy là bây giờ mình không cần phải nói chuyện tình yêu gì nữa trơn, bởi vì hai người cũng đã trễ rồi. Đúng rồi. Cũng dạ. Lớn rồi. Đúng mà rồi. Cần gấp luôn. Đúng rồi. Yeah. Bây giờ bấm quyết tâm đi. Bấm nút đi. Bấm nút đi ha. Nha. Được yeah. Không? Bấm không? Dạ bấm. Bấm vào đây bấm, còn bên kia biết bấm hay không? Có bấm không? Dạ, em bấm. Rồi đó, bên này ta bấm, bên đây bấm luôn rồi. 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 Tôi không có cần thủ tục. Thì tôi không bấm cho nó vô màn hình để bấm đi, bấm đi, bấm đi. Đây. Khỏi em biết mặt. Mà em bên kia mình bấm rồi. Ok. Cặp này là phải làm nhanh. Đúng rồi, quá trời rồi. Và càng nhanh càng tốt, không có thủ tục gì nữa trơn á. Dạ. Ha, nắm liền thấy không? Cậu vô nhào vô nắm liền luôn. Hùng cái lấy tinh thần ơi. Hùng hai bên luôn. Đó, thế nào bây giờ là đứng này. Hai người ôm nhau chặt cái coi, trời ơi, 50 năm rồi, đứng đây nè. Đừng có ngại rồi, ôm vô, ôm chặt vô. Rồi, miết vô Hùng. Đó. Chặt luôn, để đó, để Nguyên, để quá à. Trời, nắm hoài không buông luôn ha. Không buông mà, không thấy, buông. Thấy sao, cảm giác sao? Dạ, cảm thấy ấm áp. Đó. Cuộc sống phải cần ấm áp thế này nha. Rồi, dạ. Chúc mừng hai em. Dạ. 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 Cảm ơn anh. Em nói gì với bạn gái đi. Anh hứa suốt đời chung thủy với em. Vậy đó. Sớm tổ chức đám cưới và em. Cảm ơn em. Dạ. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng